record quay phim quay phim. Em nói anh luôn là chân tay chân tay chưa có đâu nha. Chân tay luôn em từ từ mới có. Đây là hàng độc từ Samsung Galaxy S3. Mở ra. Ồ mến. Màu gì? Màu mô hình hả? Màu hồng á. Cái này là không phải mô hình. Demo. Màu hồng luôn á. Ui. Nhưng mà thường thường cái này thì về những cái này em để xe lên để mình làm cái đế chứ. Ôi trời ơi, quá. Cái này đây cái đế. Đàng quá. Galaxy S3 làm không, đế. Cái là làm đế xe. Cái này Galaxy Note. Cái này có được phép bắt vít qua từ sao bắt được cái này thì hàng này nó nhập về là một cái này là $15 không nó đồ thiệt đúng không đồ thiệt cái nó giờ á chắc giờ lẻ rồi còn có 10 cái này có phải quà không ta này đó tám ai dữ quá hai cái luôn cái này gọi là hoành tráng này. Hai có lần quà, đúng cái luôn. Gần ngày mai ngày mùng 2 chín này ở Sài Gòn chơi Hà Nội mà. Trời ơi, tặng rồi. Cái này là anh em đó. Anh em Sài Gòn thì từ từ mình tính sao. Đây là anh em Hà Nội gửi từ từ ở Sài Gòn chơi. Còn cái này thì không bò này hơi bị ngon nha. Có cá bò nào không? Dạ không, em làm bên Samsung. Cái này ví dụ này là cái thiệt luôn. Nói mà nó anh chép hình anh vô thì nó chạy hình ra. Không, cái này phải cái này, cắm điện. Đúng rồi, không có tặng dành cục pin chậm luôn. Có pin luôn hả? Tặng dành cục pin luôn, mở lên á, bấm này nè. Đó. Rồi slide luôn. Này ở nhà em làm mấy cái Dironama đó, em làm cái ra xe hơi phải không? Em để nó vô em làm cái màn hình chiếu xe như là TV vậy á. Gơn. Để ngang ra. Ghê vậy? Đó. Nè. Coi. Anh đừng có chụp hình anh lên là được rồi, nó mất giá trị đó. Không, nó trái cho máy. Sao của anh không có pin. Làm em nói rồi, anh em Sài Gòn từ cũng sẽ có. Sướng nghe rồi. Trời ơi. Giờ mong sợ chứ. Không, cái này nó chạy hình rồi chứ nó. Anh chưa đại gì thôi mà chạy hình thôi chứ nó. Không có làm được gì đó. Nói gì thôi. Đừng tưởng tượng nha. Nhưng mà cái màn hình nó làm hình xuống bờ vô. Nhưng mà ra được cái gì làm ốm vào tay gọi thôi. Nói chung là cái này tưởng tượng có. Bây giờ lắp đập ra quất hàng đập bụng. Lên TV liền. Tao nhớ gần đập phát là TV luôn.